Đây là dâu. Mời các bé ăn dâu. Chú Ken ăn trước nha. Đây là dâu gì bác? Dâu tay. Dâu tay. Ai cho biết dâu tay. Chiếc thứ ở đâu? Người ta nói Đà Lạt. Còn thực tế nó ở đâu có trời mà biết. Đừng dâu Trung Quốc ăn vô cháy luôn. Ăn dâu. Các bạn mới lấy cái nĩa bằng xỉa cho. Đó, đây nè. Ha. Mình chấm muối. Chấm muối Tây Ninh ha. Đây là muối tôm nhuyễn. Ai muốn ăn không cũng được. Ai muốn chấm muối cũng được. Nhưng mà mình thích chấm muối. Rồi. Là nó ngon, là giờ bị héo, bị hư. Nó ngon, nó ngọt. Nó ngon là tại vì nó hư. Nó hư là bị héo, ngọt. Có kiến nữa. Kiến nhỏ ăn ngon, kiến con ăn béo. Quốc luôn.
có cái gì hết rồi anh. Còn anh? Còn không có gì nữa. Anh hết nói rồi. Bây giờ ăn xong rồi, no rồi, bây giờ mình sẽ đứng mình ngồi mình nhìn dâu, mình coi thôi là tại sao nó ngon. Nếu mà có bạn nào mà coi tới cái đoạn này nha, thì mình cảm thấy các bạn thật sự rất là kỳ công để bỏ ra hơn 4 phút để coi nàng dâu. Cái này nó còn kỳ công hơn nữa nè. Mình phải quan sát coi cái dầu này nó ngon. Khi mà mình thấy được mục tiêu rồi, thấy cái dầu rồi, ngon. Mình ăn tiếp đó. Cái này ngon nè. Con thui cái lùi luôn đó. Ăn tiếp. Ok, giờ mình ăn dâu tới đây là kết thúc. Ăn sau mình sẽ ăn món khác. Bye bye.